Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Vậy chùa, vinh danh Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng người kia tìm được vội chôn vùi xuống vui mừng trở về bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời cũng giống như người buôn nọ đi tìm viên ngọc quý. Tìm được một viên ngọc quý, anh trở về bán mọi thứ của cải mà mua viên ngọc ấy. Đó là lời chúa. Lời chúa Kitô, tô, người khen chúa. Kính thưa quý bà và anh chị em, đoạn tin mừng mà con công bố cho quý bà anh chị em nghe là bài tin mừng mà mẹ hội thánh của chúng ta. Công bố cho chúng ta vào hôm nay là thứ tư của tuần thứ 17 thường niên. Và bài tin mừng này có hai dụ ngôn thưa quý bà anh chị em. Chúa Giêsu đã ví nước trời giống như kho tàng. Kho tàng được chôn giấu trong ruộng. Đấy là cái đầu tiên. Và khi người người nào đấy nhìn thấy cái kho tàng ấy thì vội bán tất cả những gì anh có mà mua cho bằng được. Rồi Chúa Giêsu lại cũng ví dụ nước trời giống như người buôn kia đi tìm viên ngọc quý. Và khi tìm được rồi thì anh bán mọi của cải mình có mà tậu cho bằng được viên ngọc ấy. Vậy thì thưa quý bà và anh chị em, con mời gọi quý bà anh chị em suy niệm một triệu với tư cách là những người kỳ tô hữu, chúng ta thử hỏi lòng mình xem đâu là viên ngọc quý mà cuộc đời của tôi phải chiếm lấy. Đâu là viên ngọc quý mà cuộc đời của tôi tôi phải chiếm cho bằng được. Và đâu là kho tàng mà tôi phải tậu cho cuộc đời của tôi. Còn tin, Quý ông bà anh chị em là những người rất đạo đức thánh thiện nên mới nghe con chia sẻ trên radio lòng chú thương xót đây. Vậy quý ông bà anh chị em trả lời với con chắc chắn rằng thưa cha dễ ỏm. Cha đi hỏi con nít còn biết phương chi chúng con, các ông, các bà, những người đang nghe radio lòng chú thương xót đây thì chúng con đạo đức chúng con phải biết chứ. Thưa quý ông bà anh chị em, viết ngọc quý hay thửa ruộng ấy chính là Đức Giêsu Kitô đấng đến và đem ơn cứu độ cho chúng ta. Nhưng thưa quý mã chém biết là một lẽ có một triết gia ông nói như thế này, cuộc chiến tranh chiến tranh căng thẳng nhất và khốc liệt nhất, gay gắt nhất đó là sự hiểu biết trên đầu và cái cảm nhận trong trái tim hay nói theo tiếng Việt của chúng ta thưa quý bà và anh chị em. Con đường xa nhất là con đường từ miệng tới tay. Nghĩa là chúng ta vẫn biết điều A, điều B là tốt nhưng chúng ta có làm hay không nó mới là một chuyện. Chúng ta vẫn biết Đức Giêsu Kitô là đấng cứu độ duy nhất là đấng đem lại sự sống đời đời cho chúng ta. Nhưng mà liệu chúng ta có đủ can đảm bán tất cả những gì mình có để sở hữu được Chúa Giêsu không? Liệu chúng ta có can đảm khi đã nhìn thấy kho tàng là Đức Giêsu, chúng ta chôn vùi tất cả những yếu đuối tội lỗi và tất cả những tham vọng của chúng ta ở đời này để sở hữu được Ngài không? Và trong này bài Tin Mừng nói rất rõ, bán tất cả những gì mình có để sở hữu được cái thửa ruộng mà chôn vùi kho báu và hoặc là bán tất cả những gì mình có để mua được viên ngọc. Và động từ bán ở đây thưa quý bà anh chị em nó nằm ở cái chỗ như thế này. Khi chúng ta bán cái gì đi chúng ta có lấy lại được nữa không? Không! Bán đi là chúng ta không lấy lại được. Còn ví dụ mình mới bán cái nhà trước Covid xong rồi bây giờ nó lên vù vù ở Mỹ này nó lên gấp rưỡi gấp đôi rồi nhiều người tiếc nuối lại bảo cái thằng kia thôi bây giờ tao trả tiền mày mới trả lại nhà tao đập cho phù mỏ lên đi chứ đúng không bán thì không thể lấy lại được nữa bỏ hay là để ở chỗ nào vất xó thì còn có thể lấy lại được bán là một hành vi một hành động dứt khoát không lấy lại được từ bỏ thì có thể lấy lại được nhưng bán là không thể lấy lại được nữa vì cái đó nó thuộc về người khác rồi và nếu chúng ta bán mọi sự để theo Chúa Giêsu để sở hữu được Chúa Giêsu lấy được Chúa Giêsu thì có một sự đổi chủ ở đây tôi quý bà anh chị em gọi là hoán đổi vị trí bán những gì mình đang sở hữu để sở hữu những gì mà Chúa đề nghị mà sở hữu những gì Chúa đề nghị là sở hữu chính Chúa. Mà sở hữu chính Chúa là chúng ta có sự sống đời đời. Con mời gọi quý bà anh chị em, những người đang nghe con chia sẻ trên radio lòng Chúa thương xót đây. Tôi có đang sở hữu chính Chúa hay là tôi sở hữu những cái gì không thuộc về Thiên Chúa. Không biết quý bà anh chị em thế nào chứ con về đây hôm nay là con chia sẻ con tú thật với quý bà anh chị em này là tu người tu này con thú thật này phòng con là luôn luôn mở cửa thưa quý bà anh chị em luôn luôn mở cửa không bao giờ khóa cửa đi đâu cũng vậy cái cái, cái thứ quan trọng nhất đối với con là cái cái máy vi tính mà khi đi giảng hay đi làm việc tông đồ là con sách nó đi rồi là con cứ mở cửa có một lần kia con đi giảng thế là ông cha bề trên nhà dòng con ông lên ông đi xung quanh nhà tại vì nhà con rộng ông thấy nhà dòng phòng con mở cửa ông hối hả ông gọi điện ông bảo francis quang francisco Mày cái phòng mày sao mở cửa Có đứa nào nó vào rồi mất cái gì thì sao Con mới cười con nói với ông trên thế này Cha bề trên đừng có lo Phòng con chỉ có những sách chuyên môn Con đang học đứa nào nó lấy mà nó đọc Thì con càng mừng Mà con nghĩ chẳng đứa nào nó lấy đâu Tại vì sách chuyên môn của con đau đầu lắm Không có ai đọc đâu Ông bảo vậy à Vậy là mày đi mày vẫn mở cửa tao sợ quá Nhưng mà kể cái chuyện này Con kể sang một chuyện khác cho quý bà anh chị em nghe này khi nào mà con đi giảng về á giáo dân hay là đi đâu về giáo dân cho một chút chút tiền á mà chưa có gọi là đưa cha về trên hay là chưa ai mà bảo cho người nghèo bên việt nam mà chưa kịp gửi cho người nghèo bên việt nam chứ mà anh cho biết con làm gì không con đi đâu con ra khỏi nhà đi xuống nhà nguyên đọc kinh con cũng phải khóa cửa đúng là toàn các cha không sợ nhưng mà người ta bảo mình đâu có biết được đâu Nhớ mày có cái thằng nào đó nó lẻn vào nhà dòng nó, 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 đúng lúc là gà, gà mù đi uh, Buồn ngủ thì gặp chiêu manh đúng cái lúc mình để tiền trong phòng mà nó lấy thì mình thào đền đây lại phải cầm cái chìa khóa mà những lúc ấy có thấy bực lắm con bảo mình mới cầm tiền giúp uh, chuyển cho chỗ nọ chỗ kia có dăm ba ngày thôi mà cái lòng lúc nào mình cũng nghĩ về tiền bạc thế mệt quá ra khỏi phòng là phải cầm chìa khóa lại phải khóa cửa mệt quá không biết quý bà anh chăm có vậy không chứ con là con thấy vậy là con thấy mệt lắm và thưa quý bà anh chăm chúng ta bám lấy chính chúa thì chúng ta sẽ gọi là chúng ta phải đặt chính chúa như là mình để tiền ở trong nhà mà đi đâu mình cũng phải nghĩ về thì được mới được hay con thì phải đấm ngực nhiều khi mình chưa vậy được nhiều khi toàn tính toán cái chuyện thế gian này nọ nhiều hơn mà không muốn để chúa sở hữu mà thưa quý bạn em để Chúa sở hữu thì chúng ta phải biến đổi cuộc đời của chúng ta. Vâng theo thánh ý Chúa và lấy luật Chúa làm kim chỉ nam cho đời chúng ta. Muốn tậu được kho báu là chính Chúa. Muốn đậu được thừa ruộng là chính Chúa. Chúng ta phải bán đi. Bán đi những tính gian tham, tính ích kỷ, thói lười biếng và thói gian ngoa và thưa quý bà, anh chị em một trong những cái thói gọi là thói nguy hiểm nhất của con người chúng ta là cái gì thưa quý bạn? lòng tham. cái lòng tham của con người là vô đáy thưa quý bạn, em và cái lòng tham thì nó dẫn đến chúng ta nhiều chuyện lắm. một khi chúng ta có lòng tham thì chúng ta rất dễ đến tin mù quáng, mà tin mù quáng thì chúng ta sẽ hành động mù quáng, mà hành động mù quáng thì sẽ dẫn đến ích kỷ. để kết thúc con kể, con cho quý bạn, em nghe một cái câu chuyện như thế này. Có một con chim non, hai con chim sẻ, nhỏ lắm, nó khoảng chừng 100 gram thôi, bé bằng uh, cái nắm tay chưa, uh, gọi là 100 gram, nhỏ lắm. Con chim sẻ, các bạn cho biết bên Việt Nam rồi, con chim sẻ nó nhỏ lắm, mới được khoảng 100 gram thôi. Thế là con chim con với con chim mẹ, con chim con mới ra khỏi rằm, tung cánh bay tung tăng tung tăng tung tăng. Hỏi con chim mẹ, thưa mẹ, ở trên cái trái đất này, trên cái hành tinh xinh đẹp của chúng ta đây, Loài nào là loài cao quý nhất? Cứ mà anh em biết loài nào là loài cao quý nhất rồi đúng không? Con chim mẹ trả lời. Con người. Con người là loài cao quý nhất. Thế chim, chim con lại hỏi con chim mẹ. Vậy thưa mẹ. Con người họ có sống hạnh phúc hơn chúng ta không? Con người có sống hạnh phúc hơn chúng ta không? Chim mẹ liền đáp. Không con à. Con người sống không hạnh phúc hơn chúng ta bởi vì trong cái lòng trong cái bụng của họ có một cái gai mà cái gai này khiến họ phải sống trong đau đớn khổ sở dằn vặt suốt đời. Con chim con nhỏ bé chip cha chip chip đang phân vân không biết cái gai đó là gì, chim mẹ liền trả lời. Khi nào có người đến đây, mẹ sẽ chỉ cho con biết cái gai đó của con người thế nào. Và có một người gần đi đến cái chỗ đó thì con chim mẹ giả như giả vờ như bị thương và rơi xuống đất nằm ở bên cạnh gốc cây. Con chim con đang đậu trên cành cây lo lắng cho mẹ mình. Người đàn ông đi qua thấy vậy liền đưa tay nhặt con chim lên. Và ông ta nói rằng, ô hay quá, đêm nay tôi đã có một mồi ngon cho bữa nhậu với anh chàng hàng xóm đây rồi. Lúc này con chim mẹ chip 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 mở miệng ra mới nói, Thưa anh, thân thể tôi nhỏ quá, không được đầy 100 gram, không làm cho anh no bụng được đâu. Người đàn ông nói, mặc dù ngươi có tí tẹo thì tôi chưa được 100 gram, nhưng thêm chút gia vị Tiêu ớt xả vào thì ôi trời ơi Đủ hai ve rượu rồi ngon lắm Ấm bụng mùa đông Thế là chim mẹ lại nói Tôi có thể cho anh Ba câu nói còn quý hơn cả thịt tôi Và với ba câu này Anh sẽ giàu có và sẽ hạnh phúc Người đàn ông bảo Vậy thì nói mau đi Con chim sẻ bảo Nhưng với một điều kiện Khi tôi nói câu thứ nhất anh phải buông tay ra để tôi nói tiếp câu thứ hai và đợi tôi bay lên ngọn cây tôi sẽ nói cho anh câu thứ ba người đàn ông kia liền gật đầu ngay đồng ý bắt đầu mới nói được ta đồng ý vậy câu đầu tiên của ngươi là gì con chim mẹ liền nói đừng hối hận vì những điều đã mất đừng hối hận vì quá khứ đừng hối hận vì những điều đã mất Vậy ông hãy buông tay ra đi. Người đàn ông liền buông tay ra. Chim mẹ rơi xuống chân anh ta. Rồi nói câu thứ hai. Đừng tin vào những điều không thể. Nói xong chim mẹ vỗ cánh bay lên ngọn cây. Và cười nói rằng. Nói vọng lại. Đồ ngốc. Nếu vừa rồi anh giết tôi. Anh sẽ lấy được một viên kim cương nặng 200 gram trong bụng của tôi. Người đàn ông tỏ ra hối hận ngước nhìn lên hai con chim và dục Nói thì phải giữ lời Câu thứ ba là gì nào? Chim mẹ mới nói Không phải tôi đã nói với anh rằng Đừng hối hận vì những gì đã mất Và đừng tin vào những điều không thể đó sao? Thử nghĩ xem Cơ thể của tôi chưa đến 100 gram Làm sao mà tôi chứa được một cái viên, viên kim cương 200 gram trong bụng của tôi? Và lúc bấy giờ con chim mẹ mới quay sang hỏi con chim con: "Con có thấy cái gai trong tim, trong bụng con người chưa?" Chú chim non chip chip trả lời: "Con đã nhìn thấy nó." Nhưng con vẫn không hiểu làm sao người này có thể ngu ngốc đến mức tin rằng mẹ có thể bay tự do trên bầu trời với viên kim cương nặng hơn cả trọng lượng trong bụng của mẹ là làm sao? chị mẹ đáp cái gai đó chính là lòng tham của con người đó con nó sẽ khiến con người trở nên ích kỷ mồ quáng nên con người dù là sinh mệnh cao quý nhất sẽ không hạnh phúc hơn chúng ta đâu con mời gọi quý bà anh chị em hôm nay chúa giêsu nói nếu gặp được thửa ruộng mà giấu kho tàng hãy bán đi để tậu cho thửa ruộng đó và nếu tìm được viên ngọc quý hãy bán tất cả những gì mình có để sở hữu cho được viên ngọc đó. Sở hữu trong đời sống của chúng ta, thưa quý bà chị em, chúng ta biết chính Chúa là thừa ruộng, chính Chúa là viên ngọc quý nhưng mà chúng ta chưa sở hữu được Ngài bởi vì lòng tham. Tham tiền, tham bạc, tham danh vọng, tham những cái mà chóng qua. Con xin lỗi mở ngoặc đơn, nếu các bà chốc nước có ném đá, con thì ném đá. Ham sắc đẹp, già khu đế 70, 80 rồi mà vẫn bắt người ta khen là Cha ơi, con có đẹp không? Cha thấy con trẻ không? trời ơi phải chấp nhận một sự thật là già là sẽ già tham những cái đó làm gì phải chấp nhận và bám lấy chính chúa với là đấng trẻ trung mãi mãi vậy bài tin mừng hôm nay con mời gọi quý bạn anh chị em chúng ta thiên chú của chúng ta nhất là quý bạn anh chị em những người đang nghe con chia sẻ trên radio lòng chú thương xót đây quý bạn anh chị em phải biết chính chúa đầy lòng xót thương là kho tàng quý và là viên ngọc quý, quý bà chấp đã có và đã sở hữu rồi, nhưng liệu quý bà chấp có bán tất cả đi để sở hữu chính ngài hay không? Và khi chúng ta sở hữu chính Chúa thì thưa quý bà và anh chị em, chúng ta sẽ được đổi lại. Thay vì chúng ta sở hữu những gì mình có thì chúng ta sở hữu chính Chúa. Và khi chúng ta sở hữu chính Chúa thì chúng ta sẽ đổi bán những gì mình sở hữu để sở hữu những gì mà Chúa đề nghị. Xin Thiên Chúa, con mời gọi quý bà anh em hãy nhìn vào sâu thẳm lòng mình coi. Đâu là những cái gì mà tôi đang bám víu, nó còn quan trọng hơn Chúa. Vậy thì bây giờ xin cho tôi bán những thứ đấy đi. Để tôi thay thế bằng sở hữu Chúa. Và khi tôi sở hữu Chúa, thì tôi không chỉ có sự sống đời này, và cả sự sống đời sau, đó là lẽ khôn ngoan mà chúng ta phải sở hữu. Con xin cảm ơn quý bà và anh chị em. Giờ đây con chúc lành cho quý bà và anh chị em. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần chúc phúc lành cho anh chị em và gìn giữ anh chị em luôn luôn trong bình an của Chúa. Amen.